Xin chào buổi sáng các bạn. Hiện tại bây giờ là khoảng 8 giờ sáng rồi các bạn. Đây là khung cảnh buổi sáng ở khu resort mình ở. Đó, buồn chơi con chó của chị hai nè. Thôi thôi, thì có con chó chơi chưa? Trời ơi, chết hả? Ừ, không lẽ mẹ mua cho con nữa? Ừ, đất ơi. Nè, nhìn nhìn thích kìa, thích kìa. Bây giờ thì chúng ta đi ăn sáng thôi. Nắng không con?
đi. Đúng 10 giờ nở không nè. Ôi nhỉ mà. 10 giờ này buổi sáng nó nở đẹp quá ha. 10 giờ đi, 10 giờ nó nở nữa. Đúng 10 giờ là nở nữa hả? Ừ. Mấy giờ 10 giờ hả mẹ? Sao đi xuống? Ngoài trước. Kìa, xa ngoài đó đó. Đâu có. Kìa, bên góc bên kia kìa. Mình là khách ngoài đúng không? Không, không. Khách phòng, khách phòng. À, đang làm á hả? Ở đây ngồi được không? Đây là khu vực nước uống. Đây là salad. Đây là khu vực trái cây trái miệng. Súp cua, cháo, cơm chiên, sườn hầm, rau củ xào, dưa xào. Cơm cháy, sốt mật cẩm. Bên đây là bánh mì, bánh ngọt.
Châu, Mận Hồng, Bất Việt Quốc. Đây là lò nướng bánh mì. À, cho anh một tô phở đi. Rồi, cảm ơn. Rau mình thấy ở đâu? Rồi, cảm ơn. Okay, đây là đồ phở, mình sẽ đi ăn phở trước nha bạn. Đây là gì đây? Súp cua. Đây là cháo thịt. Đây là rau củ xào. Mì xào. Cơm chả sốt hành tâm. Đây mình có đồ ăn nhẹ. À, ở đây có bánh bánh. Ở đây có bánh cuốn, bánh nghèo. Đây là bánh xích xích, bánh xông xói. À, cho anh một cái trứng ấp la. Chín một mặt hay hai mặt vậy? Chín một mặt thôi. À, cái này thì nó hơi ấy quá. Chín chín tí xíu cho anh. Em lật lại cho anh cái rồi lấy ra. Rồi, cảm ơn. Đây là món thứ hai mình sẽ ăn nha các bạn. Đây là trứng ốp la. Món này cũng quen thuộc. Đây là món thứ hai, bánh mì ốp la. Rồi, xong một buổi ăn sáng, bây giờ mình sẽ về phòng thay đồ đi bơi. Không ấm. Có nắng xuống là ấm. Chút nữa mình về rồi con, buổi trưa là mình về rồi. Bây giờ mình bơi một lần nữa thôi.
trưa rồi mình về rồi. Rồi lên đi anh lái luôn chưa? Ủa ba đâu có biết lái không? Đang nhấp lên ngủ chứ đâu tập gym mình gì. Thôi đi bộ đi ba. Nó ngủ chứ. Hả? Đi bộ gì? Nè lên đây ba lái cho nè. Nó tập kêu gọi điện à. Đến nơi rồi, xuống tắm thôi. Được, được. Chưa lên đây con chưa để qua để đồ nè với tao đi qua bên kia bên ngoài cái chân có ẩm ướt rồi thì sao ta? Ừ không sao, ẩm ướt thì mình xuống mình tắm thôi. Một con mình sẽ gắt hai. Con ba đi sữa hả? Con bơi vậy á, ở trường muốn chưa dạy sao. Được, cô cho mượn chút xíu. Rồi bơi đi. Bơi thử không? Bơi thử không?
trời muốn đi nghỉ hè nghỉ phép rồi lấy cho nhau được đi được vậy chứ đâu phải đi làm mà không đi gì đâu được đâu đó trời ơi giờ mới nhanh ghế nha phải đó đó lỗi được rồi đó đó nãy đập hai cái giờ đập được ba cái rồi đó 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 từ đập được bốn cái rồi đó đó đây là hồ bơi vào buổi trưa nha các bạn, nước rất là trong xanh, biển rất là trong xanh. Đây nước mặn hay nước ngọt? Nước mặn tốt hơn. Bên đây sâu hơn mà chạy. Trời ổn nhất rồi, thoát làm. Qua được rồi đó. Không biết lỗi mày đặt lá tàu đắp con lỗi có được không lỗi nổi hả hiện tại mình đang ở hồ bơi nước mặn à, hồ bơi này sát biển luôn các bạn. Tắm đã xong, bây giờ mình sẽ trở về phòng làm thủ tục check out và đi về Sài Gòn. À, bây giờ là trưa rồi các bạn, bây giờ mình sẽ check out trả phòng và đi về Sài Gòn. Đây là buổi trưa ở tại resort. Chắc nào trả phòng đi về nhà thôi. Vậy đúng hả? Dạ. Chắc hè.
Rồi ngồi đi. Rồi để làm thủ tục check out. Rồi bây giờ mình sẽ làm thủ tục check out. Cho anh check out phòng nè. Phòng bao nhiêu anh ạ? 73, 74. Dạ, mình có sử dụng hai phòng đó là một cái nước suối anh ạ. À, hai nước suối. Hai nước suối hết là hết. Dạ, cùng mình hết 46 ngàn anh ạ. Rồi, rồi. Dạ, vâng okay. Đây, đây. Một phòng đưa anh có ăn thẻ cậu Phạm cho tới hai thẻ rồi. Dạ, vâng. Cảm. Rồi. Là bao nhiêu? Cùng mình hết 46 ngàn anh ạ. Rồi, ok. Dạ, vâng. Rồi cô mình hết 54.000 em gửi phòng mình xong rồi. Rồi xong hết rồi. Rồi cảm ơn nhiều nha. Cảm ơn. Rồi ok, mình đã làm xong cái cuộc check out rồi. Bây giờ mình sẽ quay cảnh buổi trưa ở khách sạn cho các bạn xem. Rồi bây giờ mình sẽ lên xe đi về. Xong rồi. Bữa nay là ngày đầu tuần nhưng mà cũng rất là đông các bạn, do nghỉ hè người ta tranh thủ đi du lịch. Buồn rồi, buồn. Ok con, mà con phải ăn nhiều vô nha mới có sức đi bơi được, chứ con ăn ít quá con ốm nhom muốn nhát sao có sức đi bơi. Nè quay qua nè, nè ốm nhom ốm nhát vậy rồi sao đi bơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hai Phượng đẹp chút. Được, được, được cái đó mà nguyên cái đầu Hai Phượng không tốt. Được, cái đó mà trồng một đám Hai Phượng đỏ cái núi luôn. Mấy chiếc tàu đó đậu gì đó. Nghe cho lạnh hả Như Ngô? Chút được ba
chỗ này là lan rừng hồi xưa nè. Nó đổi tên khách sạn rồi. Chắc là đổi chủ luôn hay sao? Thank you.
nước Mỹ dễ gì có, trời ơi. Cái vòng xoay đó hả trời. Để ăn trưa, đây là tô bánh canh giò heo.